Đó, thì bây giờ là mình sẽ cho các bạn nghe tiếng máy. Còn khi mà làm một cái chiếc xe thật sự nghe tiếng máy hoặc là nghe tiếng máy qua clip hoặc là cảm nhận qua clip mà cái thằng làm á, là tay này tay làm nói à, thì không có bằng cái người chủ xe người ta cảm nhận đâu. Cái gì hay nhất, chính xác nhất là đều qua người chủ xe hết. Rồi chào 500 em YouTube. Thì hôm nay là sẽ tiến hành là làm máy cho xe Full Channel FI 86B308129. Chào 500 anh em YouTube Phan Thiết. Thì một cái xe á, khi mà các bạn muốn làm dàn chân thì các bạn phải kiểm tra gấp cho chủ xe trước. Thì khi mà rút ra hết bọc sơn nè, bánh nè, thì các bạn bạn camera yêu cầu quay ở dưới, quay ở dưới giùm mình. Đó, đang quay về xong mình bấm vô cái này nè là người ta thấy được góc rộng hơn. Thì mình kiểm tra giùm ta là cái gấp của người ta có bị mục hay không, bị xét hay không. Bởi vì nếu mà bạn thiết á, thì các bạn biết rồi, ở gần biển điều kiện khí hậu đồ á, nó ăn mòn, cho nên là nó sẽ dễ mòn gấp mục gấp đồ. Thì mình nên xử lý trước cho người ta, sẵn mình tháo ra. Bây giờ ví dụ như bây giờ nè là gấp chưa mục thì mình đừng thay, còn chừng nào ví dụ gấp mục thì báo chủ xe nơi gấp mục rồi. Thì một cái xe Full chờ ít hoặc là Full chờ neo, mình chạy máy và mình làm dàn chân thì khoảng bao nhiêu tiền? Vừa chạy máy và vừa sửa chữa dàn chân luôn thì nó khoảng từ 15 cho tới 20 triệu. Có xe chủ xe muốn làm nhiều hay gì có thể 25 triệu. Chạy máy là làm sao, làm dàn chân là làm sao? Thì đây là cái xe này mình sẽ cho các bạn coi. Thì đầu tiên là mình sẽ cho chủ xe coi trước là về cái số máy. Số máy này là đúng số máy của xe, anh có thể coi là về xe của anh và bắt đầu anh so sánh để mà anh biết. Rồi. Tiếp đó đó là tại sao xe này không có quay clip lúc đầu và không quay clip rã máy, bởi vì hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2022. Thì nhà em có tang cho nên là em cũng mới vô thì em quay không kịp. Thì về cái xe này, chủ xe thì không rành về xe nhưng mà nói thì nhanh gọn lẹ luôn, nói thẳng là người quen giới thiệu cho anh. Nhưng mà tại sao mà anh lại không nói người quen giới thiệu cho anh á? Bởi vì anh biết tính tay là tay không thích anh em giới thiệu. Giống như là anh biết tôi thì anh tới làm, anh khỏi cần kêu ai giới thiệu hay gì đâu hết, hoặc là khỏi kêu người quen dắt tới hoặc là nghe người quen giới thiệu. Anh muốn anh biết thằng tay làm nào thì anh làm, còn anh không biết thì anh khỏi làm. Ui, cái vấn đề người quen giới thiệu đồ phiền phức lắm các bạn. Và mình thì chủ yếu là mình làm cho người ta đúng lương tâm, đúng nghề nghiệp của mình thì người ta tới, chứ khỏi cần ai người này người kia giới thiệu hoặc là em nghe thằng này làm chỗ anh rồi. Tại sao lại vậy? Ví dụ có nhiều người ta không biết, người ta nói ủa sao bạn em làm chỗ anh có 4 triệu mà giờ qua nên làm chỉ 10 triệu. Mình ghét cái vấn đề đó, bởi sao nó tùy xe, xe ít hay xe như nhiều. Ví dụ xe này là của anh trai nè, anh gửi vô cho mình nhưng mà anh biết nhà mình có tan, ảnh không có hối hả gì hết. Bữa giờ anh đưa mình 2 ngày rồi nhưng mà hôm nay mình mới đã ra. Thì anh nói là anh có 10 triệu, 15 triệu tay làm cho anh gì đó là làm. Thì lúc đầu quá là mình chạy xe rất là êm, mình chạy thử thì mình mới nói là định nếu vậy là em làm nội sân cam cho anh thôi, em không làm đầu lòng. Bởi vì những cái xe mà cũ á, anh làm đầu lòng không, nó sẽ khi mà làm đầu lòng mới, bích tông mới á, thì nó sẽ dễ chuyển qua nó kêu dên. Thì anh đi một thời gian mới mà lột dên á thì anh thông cảm và anh hiểu nha. Nói không, anh hiểu vấn đề đó. Nhưng mà lúc mà mở hết những áo là thấy cái xe nó nhiễu nhớt xuống nền nhà, cái xe nó nhiễu nhớt xuống nền nhà thì là do nó xì cái ron chân lòng. Thì mới quyết định là làm đầu lòng nồi. Nhưng mà khi gỡ ra làm đầu lòng nồi á thì cây dơ này nó yếu, nó rơ tay, cho nên là mới chạy máy luôn. Nó qua từng giai đoạn mà mình báo cho chủ xe từng giai đoạn hết. Thì chủ xe nói về tay cứ làm theo ý tay, nhưng mà miễn sao á, trong khoảng 15 triệu cho anh hoặc là đừng có phát sinh. Thì nếu mà những vấn đề như vậy á thì anh này anh chuẩn bị tới cho mình là tới 18 triệu, 20 triệu lận. Thì nếu mà đối với những tình trạng xe như vậy, dĩa tháng sau anh không có em, dĩa tháng sau anh không có công luôn. Nó qua anh dĩa không, đi nó xẹt bố hả, khó chịu. Em ở đâu lận? Em Long An hả? Bữa sau em có lên em căn chỉnh hoặc là em đi đâu ghé em báo trước anh ngày hai ngày anh mua dĩa tháng sau, giờ anh để sẵn cho em cho. Tại anh xài dĩa tháng hãng á. Rồi ngắn gọn chốt lại là vậy. Thì xe này lúc đầu là định làm nồi sinh cam thôi, nhưng mà thấy xe chạy nhớt lòng thì mới quyết định làm đầu lòng nồi. Nhưng mà khi mà chẻ đầu lòng nồi ra dên quá rơ làm luôn.
Bởi vì khi mà làm lòng mới, bê tông mới á, thì cái dơn này á là còn là cũ. Cái dơn chạy 15 năm mà bây giờ thay vô á, cái này mới thì dĩ nhiên đồ cũ là đồ mới, nó phải kêu giống như xe của anh Năm á các bạn, giống neo đỏ của anh Năm á. Thì mình mới quyết định là chạy máy. Thì phần chạy máy của mình đối với cái xe này của ảnh là bê tông zin Xtanda luôn nè. Và đồ đạc trên xe này á là còn đồ zin hết, giống như là kêu chưa có bị phá. Thì phần máy có thể là làm rẻ, ví dụ làm cỡ 10 triệu. Còn đối với những xe người ta làm máy 3-4 lần là bê tông lên có 3-4, mình có thể 12 triệu, 13 triệu nó mắc. Hoặc là những xe có một số xe phải thay cái đầu bò luôn thì nó mắc. Thì suy xét ra trường hợp anh này vẫn đủ tiền để mà làm máy và làm dàn chân luôn. Hiện tại máy này là khoảng 10 triệu. Thì vừa làm máy và vừa làm chân luôn, từ 15 đến 18 triệu là dư sức. Thì dàn chân sẽ làm những gì, như thế nào? Thì đó, ví dụ dàn chân mình gỡ ra nè, thì mình sẽ làm những gì? Mình gỡ ra mình sẽ thay bố tháng sau nè. Các bạn thấy bố tháng sau không? Rồi mình sẽ gỡ ra mình thay bố tháng sau. Nhôm sinh dĩ mình thay 5 cái bạc đạn bánh cho anh đó. Và mình kiểm tra tăng bu bánh sau đó, mình kiểm tra tăng bu bánh sau. Và mình làm cổ phục chắn ba trước. Các bạn coi cổ phục chắn ba trước nè, các bạn thấy ọc nhớt không? Phục trước mà nó hư ti á, nó sập, nó nhớt nó ra vậy đó các bạn à, cái phốt luôn nè đó. Các bạn thấy cái phốt không? Nguyên cái phốt này nè, nó hư hết. Thì mình sẽ làm cổ phục chắn ba trước sau cho anh luôn. Rồi mình sẽ thay một sợi dây ga. Cái đầu đèn này nó bị rung là vẫn fix được nha các bạn. Cũ là người ta chiết keo silicone này nè đó, thì mình vẫn fix được cái đó nha. Rồi qua cái này, qua cái này nó bị rung đuôi sau nữa nè, là mình làm cứng cái đuôi sau lại cho ảnh trước nè đó. Mình làm cứng cái đuôi sau lại xong á, thì mình sẽ kiểm tra dàn áo, gãy bánh nào hàng dùm bánh đó, còn những dàn áo mà gãy quá nét không hàng được. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi chào 500 anh em YouTube. Thì bây giờ là em sẽ soạn đồ, em quýnh dàn chân cho xe Full X này. Thì quýnh dàn chân là cái gì? Đầu tiên luôn á là cặp bánh với lại củ phụ chắn ba là quan trọng nhất. Thì bánh này á em bỏ em đóng tăng bu sau đó. Bánh này em bỏ đóng tăng bu lại rồi nè, đi lâu thì nó mòn tăng bu, đạp thắng đồ nó sâu chân. Thứ hai á là em thay cặp vỏ, em thay cặp vỏ mắc xích không ruột đó, túp led nè. Rồi cổ phụ chắn ba thì khi mà mình làm xong hết, mình làm cổ phụ chắn ba luôn. Thì đôi lời gửi với 500 em dưới qua, khi mình làm một chiếc xe á, quan trọng là mình làm đồ gì. Ví dụ như là ở dưới quê hay trên thành phố rồi, thực sự nó không quan trọng. Nó quan trọng là ở dưới quê người ta đi có hãng, người ta vô mua đồ hãng cũng được. Nhưng mà quan trọng ở đây là mình làm cho các bạn, là mình làm đồ hãng thì dĩ nhiên giá tiền nó sẽ chênh lệch với lại đồ lô đó. Hoặc là nhôm sinh dĩ, mình xài nhôm sinh dĩ mặt trời thì mắc tiền hơn đó. Cái dĩ mặt trời nè, mắc anh Thái Lan xịn nè các bạn, thấy không? Rồi mình thay là thay phốt cùi dĩ nè, mình thay bạc đèn cùi dĩ mới mà mình vẫn chém mở bò luôn cho chủ xe đó. Rồi phốt bánh trước khi mình làm á, khi đã thay bạc đèn bánh thì mình thay phốt bánh trước, phốt bánh sau để mà nước nó khỏi vô. Cái phốt này nè, nó mới nó bén thì nó chịu vô vậy, thì nước nó không vô đây đó, nước nó không vô. Còn khi mà ví dụ thay phốt cũ á, thì nó có độ hở ra, nước nó vô thì nó hư bạc đèn thôi đó. Mình làm nghề mình có tâm để chút xíu thì khách ta đi bền lắm. Cao su thì mình thay cao su mica mặt công. Rồi nè, full bộ cái chân xếp ở đằng sau á, đây đây đó là full bộ này nè. Hãng bán là full bộ luôn, là nó gồm là cao su, lõi sắt, khe gài, đồ đầy đủ đó, là hãng đã bán sẵn như vậy. Giờ mình ráp vô. Rồi cao su cái chân trước, cặp bao tay cao su lóc sơn, mình cũng xài cao su lóc sơn hãng luôn. Rồi lọc gió cũng lọc gió hãng, nhôm sinh dĩ mặt trời đơ xịn đó. Bạc đạn bánh bố thắng hãng, bố thắng hãng là thay vô sẵn, vệ sinh cái này luôn cho chủ xe nè. Gỡ ra cốt cần thắng á đó, gỡ ra vô mở bò vô nhớt luôn để đạp thắng nó khỏi bị kẹt. Rồi thay sợi dây ga của xe Full XFI dĩ thắng, xài dĩ thắng hãng, bố thắng trước xài bố thắng hãng, bạc đạn bánh trước, bờ đầu đèn. Xe này thay bờ đầu đèn á, là mình sẽ khắc phục rung đầu đèn cho chủ xe luôn. Dòng xe Full X này á là mình khắc phục rèo đèn được. Rồi mình vệ sinh heo dầu trước đó, heo dầu á là mình vệ sinh là mình rút ben đồ ra hết, mình làm vệ sinh ben bên đồ. Rồi mình vệ sinh cái bao tay luôn nè, nó mới sạch nó như mới vậy, chứ không phải là chưa vệ sinh đâu nha, để khi mà người ta dặn ga đồ cảm giác nhẹ nhàng thoải mái đó. Thì bây giờ bắt đầu mình lùi dàn chân vô,
Rồi chào mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi chào 500 anh em YouTube. Rồi, bây giờ tiến hành ráp máy xe Fuit 08129 của anh trai đến từ Phan Thiết. Đầu tiên á, lốc là mình rửa sạch sẽ hết giùm cho anh trai. Đó, sau khi rửa cái lốc sạch sẽ hết á thì mình sẽ vô đạn máy NTN xịn của Nhật. Rồi tiếp đó là phải vần cái dơn. Dơn này thì bây giờ mình đã gỡ ra, mình thay tay dơn KFL, KRT, ART. Rồi qua phần bộ số mình sẽ thay một bộ số mới. Đồ cũ khách là chắc chắn phải trả lại luôn, chứ em không lấy gì trong đó hết, cho nên các bạn cũng đừng có nói lời cay đắng ha. Tiếp đến nồi á thì em thay qua bố ba càng dài như em hay quảng cáo, cốt bằng số em thay một cốt bằng số mới hãng luôn. Tại sao thay cốt bằng số này thì cốt ta bị cong, làm vô số cứng khó trả thì mình mới thay. Bố thì em thay một bộ bố Thái mắc anh ấy lan xịn luôn đó. Tất cả ron Ford đó là em xài ron Ford chính hãng Honda hết. Lò xo thì em xài ba lò xo nặng, ba lò xo nhẹ. Và xe này á, bích tông ở đây á nó cũng sẽ tùy đợt, có đợt thì đó, như xe này là cốt 1, Estanda lên cốt 1 thì em đợt này em mua được là đúng bích tông hãng, chính hãng của Honda Thái Lan. Đó, bao bì hộp sách đồ đàng hoàng và bạc hãng luôn. Nói chung là mua đồ Thái hiện tại luôn. Thì dịch đó nên cũng rất là khó mua lúc được lúc không, thì hễ mà mua được đồ chính hãng Honda Thái Lan thì em sẽ làm cho các bạn chính hãng Honda Thái Lan. Còn nếu mà mua được chính hãng của Honda Việt Nam, em sẽ mua được chính hãng Honda Việt Nam, hoặc là em xài một hiệu nữa là hiệu bích tông Highline, là nó cũng của Thái luôn, cũng rất là ngon. Thì để nhiều anh em khỏi thắc mắc, sau này khi mở ra có nhiều xe có bích tông Highline được thì cũng biết. Thực sự là hôm nay là ngày 24 tháng 2, anh em nên nhớ đại dịch Covid-19 á, 2 năm rồi, do việc mua đồ cũng rất là khó khăn. Thì sấy lòng lại nhưng mà vẫn xài bích tông hãng thôi. Rồi đầu thì vệ sinh sạch sẽ hết, sấy xuống bắp đồ lại, thay bạc đạn cam đồ. Rồi thì bây giờ sẽ tiến hành ráp cái xe này, và trong thời gian ráp á, thì ra đây quay giới thiệu sơ sơ. Ủa? À, làm cổ phục dẫn ba đúng không? Rồi về chào 500 em YouTube. Rồi chào 500 em YouTube. Đuôi đèn sau làm cứng lại giùm ảnh rồi nè, không tính tiền nha. Còn hàng nhựa là phải bỏ cho anh ta, hàng thì tính tiền bình thường. Đêm qua thì anh Bảo chạy giờ dàn chân đùi sao anh Bảo? Chân thì chắc chắn lắm, anh không có hết cái đầu vũ của cái đuôi rồi. Cái gì sao? Cái đuôi hõm nó bị vũ á, nay nó hết rồi. Với cái đầu đèn nó cứng á. Đuôi cũ cũ rồi, bị đập hả? Bỏ rửa dọn cho anh ta luôn chứ. Anh chưa thay cái dĩa bô cho anh nữa nha Bảo. Với lại thay ổ khóa này hư bi rồi. Ổ khóa full neo FI là siêu mắc, full ít rồi, siêu mắc nha các bạn. Xe này full ít. Vậy xe ông này là giống xe tao hồi xưa, y chang 100% luôn á, màu trắng luôn à. Rồi chào 500 em YouTube. Thì em hoàn thiện xong cái xe full ít này, rửa dọn giùm khách luôn. Anh trai này ở Phan Thiết. Đầu tiên xe này em sẽ làm những cái gì? Camera cứ đứng yên đó nha. Một á, là em thay lọc gió. Hai là em làm máy zin. Máy zin em làm những gì, như thế nào các bạn coi clip xong đã hiểu. Em làm là cái cổ nè, chẳng ba nè, phuộc nè, cổ phuộc chẳng ba em làm hết là 1,2 triệu. 4 tháng trước xài 4 tháng hãng em cũng quay coi rồi nè, dĩ tháng trước xài dĩ tháng hãng nè, camera vô. Rồi dĩ tháng thay xị tháng hãng nè, Nissan nè, 4 tháng hãng nè, đóng thân bu bánh sâu thay 4 tháng sâu rồi nè, xài nhông sinh dĩ đê mặt trời xịn xong rồi nè. 5 cái bạc đạn bánh là 2 cái trước 2 cái sau, là 1 cái bùi dĩ nữa là 5 cái nè. Cao su đùm là có thay nè, cao su gấp có thay nè. Xe này là hàng gọng đầu đèn, chống rè đầu đèn được luôn nha anh em. Xe này là có hàng gọng đầu đèn luôn và đã hàng rồi. Thì khi mà những cái xe này là xe đời cũ, các bạn muốn hàng gọng đầu đèn, các bạn bắt buộc phải mua cái miếng ốp đầu. Thì xe này em đã mua một cái miếng ở đây trước, miếng ở sau không gãy em không thay. Sau khi mà mua miếng ốp đầu á thì em hàng gọng đầu đèn lại. Đó, phốt bánh trước, phốt bánh sau. Khi thay bạc đạn bánh thì phải thay phốt bánh cho người ta, bởi vì thay phốt bánh thì nước nó không vô, nó mới không hư bạc đạn đi, nó mới bền được. Cao su quét chân trước nè, cao su quét chân sau nè. Rồi thay một sợi dây ga nè,
thay sợi dây ga đỡ chi, thay sợi dây ga đỡ dặn ga nó nhẹ, thay bao tay ống ga, thay vỏ trước, thay vỏ sau mắt xích xịn, rồi van dồi không ruột. Khi mà làm không ruột á thì những cái xe này có ruột mình phải làm cái van dồi này để đi không ruột được nữa nè. Ốp đầu đèn, hàng nhựa, xong cong, với lại thay cái dĩa bô. Dĩa bô là thay nè. Rồi xong là thay một ổ khóa 6 cạnh nữa. Thì tổng tiền xe này mình làm thực hiện là 16.750.000. Xe này may mắn làm máy móc không có bị giọt, không có vấn đề gì. Mình đã chạy thử rất là nhiều cây số, tại chạy đi Bình Dương lận, bởi vì sao gửi về tỉnh chứ không phải là ở gần đây. Cái tỷ lệ mà nó khi mà nó bị sai sót cái gì đó thì chủ xe thực sự người ta cũng rất là buồn. Cho nên là mình cố gắng hết sức mình chạy nhiều cho người ta, rồi bắt đầu mới gửi về, không xì nhớt, không xì gì thì mình mới gửi về. Chứ đối với những cái xe ở tỉnh á, thì anh em cũng hiểu thông cảm cho mình, tại cái thời điểm mình làm không xì nhớt, xe ok hết mình sẽ giao. Còn nếu mà có bị cái gì xảy ra thì các bạn cứ gửi xe lên mình làm lại hoàn toàn không có tốn phí. Tất cả đồ cũ là mình phải gửi trả cho các bạn bắt buộc phải lấy. Đó, thì bây giờ là mình sẽ cho các bạn nghe tiếng máy. Còn khi mà làm một cái chiếc xe á, thật sự nghe tiếng máy hoặc là nghe tiếng máy qua clip hoặc là cảm nhận qua clip mà cái thằng làm á, là tay này tay làm nói à, thì không có bằng cái người chủ xe người ta cảm nhận đâu. Cái gì hay nhất, chính xác nhất là đều qua người chủ xe hết. Người chủ xe người ta cảm nhận, anh em bạn bè giống như người này ta giới thiệu qua người kia, nó là sẽ là số 1. Bởi vì chủ xe sẽ là người quyết định cái chiếc xe của người ta. Thì mua lầm, nhưng mà làm không lầm ha. Chắc chắn là cái xe sẽ rất là ngon. Đua đèn sau đồ cũng khắc phục cho anh luôn rồi nè, cứng cáp lại hết. Đúng người đúng thợ, làm là lấy. Còn nếu mà muốn coi làm có dễ dàng không á, kiếm clip xe N5 má giật cây đắng luôn. Rồi chào mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người.